Hello, xin chào bạn nha. Và mình là Gmegamin đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm đặc công Việt Nam ha. Và nhiệm vụ lần này của mình sẽ là đi đột kích và tấn công vào bên trong hang ổ của bọn tội phạm nguy hiểm nha các bạn. Thì bọn tội phạm nguy hiểm này hiện đang khai thác và buôn lậu gỗ trái phép ha. Thì đứng kế bên mình đây đó chính là đội của mình nha các bạn. Bao gồm có 11 người nha các bạn. Hồi nãy mình mới mod, trời ơi vậy mà mình quên chứ. Mình đã là 12. Và có thêm một nhóm nhỏ 4 người đứng ở dưới kia nữa các bạn. Thì tổng cộng ở đây hiện tại có đến 16 người ha. Một chút nữa sẽ có thêm một nhóm nhỏ nữa các bạn. Nhóm đó cũng có 4 người luôn, sẽ đến hỗ trợ đội của mình. Thì bao gồm đội của mình sẽ tổng cộng có đến 16 người nha. Mình thì hiện tại đang giả danh thành một thanh niên ở dưới các bạn. Một thanh niên hổ báo giang hồ. Hổ báo trường mẫu giáo. Đây các bạn, đội 4 người thế nè. Đang quan sát ở dưới ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây để cho các bạn xem nha. Xào nguyệt của bọn tội phạm nguy hiểm các bạn ơi. À, cái dù nè. Ui, ngon vậy. Lụp không được các bạn ơi. Kỳ vậy ta. Có dù nhảy dù là đúng sướng luôn các bạn. Nhưng mà không được nè. Đường đi xuống thì toàn đá không à. Rồi em chào má anh nha. Em mới đi vệ sinh xong. Quay các bạn coi nè. Luyện tập thể lực ha. Quay hít đất nè. Tập yoga nè các bạn. Đó các bạn muốn mình tập cái gì không? Để mình tập cho các bạn xem. Để mình làm bộ hòa nhập đã các bạn. Chứ vừa vào mình đi lung tung là dễ bị phát hiện lắm. Mình tập yoga nha. Đứng trên tảng đá các bạn ơi. Đó. Chào mấy anh. Em sẽ tập yoga cho mấy anh xem nè. Nó làm ở động tác nào ta? Nó có hai bên là các bạn. Pháp hả? Không phải các bạn ơi. Hình như nó nằm dưới đây thì phải. Đây 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 các bạn ơi. Jogging nè. Đây các bạn, doing yoga nè. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Thôi quẩn vậy luôn rồi các bạn. Quẩn nữa các bạn chửi mấy bây giờ nè. Thôi ngưng là đi ha. Mình đi một vòng các bạn xem. Rồi cho mấy anh trai tập đi. Rồi các bạn coi nè. Đang tụ tập một nhóm nhỏ ha. Ơi, buôn lậu luôn cả vũ khí trong quân sự nè các bạn. Đây nè. Mấy thùng này là mấy thùng hàng trong quân sự nha. Ôi, hơi bị ghê đó. Phía trên kia đấy các bạn. Mấy cái hộp màu xanh đó chính là hộp đựng vũ khí ha. Trời, vậy là bọn này mua vũ khí ở trong quân đội luôn. Ghê vậy. À, các bạn coi nè, mấy thùng hàng nè. Ghê quá, ghê quá. Bọn này là mua vũ khí từ quân đội Mỹ rồi các bạn ơi. Hơi bị ghê luôn. Mấy ông trùm mafia này mà. Quan hệ rất là lớn luôn các bạn. Làm bộ như là mua vũ khí để phòng vệ ha. Nhưng mà mua số lượng lớn cho đàn em. Mấy ông trùm mafia Mỹ này ghê thiệt. Đây các bạn coi nè. Buôn lậu gỗ quá chừng luôn. Cảnh sát ở trong Katana này cũng phải bó tay rồi các bạn. Nên nhờ đến đội đặc công Việt Nam chúng ta ha. Triệt phá một cái đường dây buôn lậu gỗ phải nói là cực kỳ lớn luôn. Đây các bạn coi nè. Toàn là vũ khí nóng không nha. Đó, MG nè. Ôi, ở đây đang bắt cóc hai người hả? Các bạn nhìn nè. Hai anh trai này tự nhiên đi phượt lên đây làm chi, bị bắt cóc rồi. Trời ơi, đây là ông trùm mafia nè các bạn. Còn đây là mấy thanh niên đang chuẩn bị tra tấn nè. Rồi luôn, chuẩn bị chăn xà beng rồi. Không biết đến chút mình cứu kịp hay là không đây. Rồi các bạn xem nè. Ôi, chuẩn bị tra tấn nè các bạn ơi. Không khai là nó cho một cái xà beng vào đầu là xong phim đó. Đằng kia thì có hai anh trai đang canh ha. Cái khẩu MG này là sấy hơi bị ghê luôn các bạn. Rồi, mình sẽ đi một vòng các bạn xem nha. Đứng một chỗ nói chuyện hoài các bạn ơi. Gỗ nè các bạn. Quá chừng gỗ luôn. Bọn này đang chuẩn bị buôn lậu nè. Thanh niên này đứng nhìn cái gì vậy? Một đội của mình đang đứng trên kia các bạn, đâu có thấy đâu. Trên kia là toàn cây với cây không à. Đang đứng quan sát hả? Một chút nữa tấn công luôn. Ở đây có một cái giàn khoan nè. Hình như là đang khai thác dầu đó các bạn. Không biết là dầu hay là nước đây. Đây các bạn coi nè, cái giàn khoan nè. Có cả máy khoát điện nữa hả? Uầy, ghê vậy. Ui, đầu tư cả máy phát điện lên đây luôn. Ui, bọn này hơi bị ghê đó các bạn. Đây, các bạn biết cái này là cái gì không?
đây là nhà vệ sinh nha các bạn, nhưng mà kiểu như là có thể rinh rác đi đó, giống như là nhà vệ sinh công cộng vậy đó, có thể về đi chỗ này về đi chỗ khác được, hơi bị ghê luôn. Còn các bạn xem nè, nhà cầu nha, nhưng mà nhà cầu nằm ngoài thiên nhiên luôn các bạn, kiểu như là đông quá biết làm sao giờ, ngồi vô đây luôn, trời, chỉ có mấy tấm thiết che lại thôi. Mình nghĩ đó các bạn là nên quay cái mặt ra đây ha, giống như là vừa đi vừa ngắm cảnh luôn nè đó. Đúng hợp lý luôn các bạn, ai mà bị táo bón á ngồi vào đây nhìn một phát ra ngoài là tâm trạng giống như là đi lên mây vậy đó. Vãi chưa, cái bọn tội phạm này đầu tư mấy cái nhìn đúng mắc cười luôn á. Chỗ này là có bồn nước nè các bạn đó, bọn này là khai thác đủ thứ luôn ha, dầu nè rồi gỗ nè. Wow, chỗ đó thì đang quan sát các bạn, đang dòm bấm dòm kìa, nhưng mà không ai quan sát trên đó hết. À, bọn này kiểu như là y đó các bạn, không nghĩ là đội của mình ở trên kia ha, rất là đông luôn. Uầy, có em cúm nè, em cúm này chắc là của bọn tội phạm quá. Ui, đây nha các bạn ơi, cầm SMG ha, cây này là cây MB nè các bạn. Hồi đó ở trong đột kích thì mình kêu bằng cây MB5 SMG đó, cây này mà đứng gần á sấy thổi rồi luôn đi chứ. Uầy, chuẩn bị đang vận chuyển hàng nè, ghê vậy. Mấy thùng hàng này hồi nãy mình coi rồi, mình phải chạy từ từ thôi các bạn, lỡ mà trúng là phát hiện đó mình mà. Là mình xong phi luôn đó, mình phải đi từ từ thôi. À quên, cầm súng cầm súng cầm súng đó, cầm súng nha, nhưng mà không được bắn. Uầy, mấy bà chị nè. Ôi các bạn nhìn nè, quá chừng gỗ luôn. Đây đây đây, kiểu này là mấy tấn gỗ luôn các bạn, không ít đâu. Đây các bạn nhìn nè, uầy quá chừng luôn ha. Đằng kia có một con xe jeep, chỗ này là hai con bắn tải, máy phát điện nè các bạn, đầu tư hơi bị khủng luôn á. Có liều có trại đàng hoàng nha. Đây đang tập hợp nè các bạn, cầm KL nè, MG nè, chuẩn bị đi vận chuyển hay sao á. Còn đây là chắc đại ca quá, cột tóc đuôi ngựa nè các bạn. Cột tóc đuôi ngựa nè đó, đang đọc bản báo cáo hả, phân công đó các bạn, chuẩn bị là đi vận chuyển nè, xăm người xăm tay, hổ báo trường mẫu giáo rồi chứ, hổ báo cấu tròn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên kia và tập hợp đội của mình là một lần nữa nha các bạn, nhưng mà mình phải quan sát kỹ cái đó. Mình đón ở đây đâu đó tầm khoảng là 30 đến 40 người đó các bạn. Uầy, vậy là đội của mình chỉ có 20 người thôi, 20 cân với 40 luôn. Ok các bạn, đội đặc công Việt Nam của chúng ta rất là VIP pro mà. Mấy thanh niên này một chút nữa mình cho bay màu hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên kia và mình tập hợp đội của mình lại nha. Cái đường đi đúng khó luôn các bạn, đá không nè. Ôi. Rồi anh em ơi, mấy anh ơi, mấy anh, em lên đây em canh chừng nha, để em đi canh gác một vòng cái đã, mấy anh cơ dưới đi. Rồi mấy anh trai ơi, đội 4 người kia đã đến chưa? Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tập hợp đội của mình lại nha. Rồi thì nhóm nhỏ 4 người cuối cùng cũng đã đến rồi ha. Ơi, nhưng mà sao mình nhìn thấy đây chỉ có 3 người thôi các bạn. Anh trai kia đâu rồi ta? Để mình đi kiểm tra các bạn ơi. Hú hú anh trai ơi, đâu mất tiêu rồi. Ơi, hồi nãy mình thấy rõ ràng là 4 người luôn các bạn. À đây rồi đây rồi, chắc là hồi nãy kẹt ở đâu đó các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lại đằng kia và tập hợp lại toàn bộ đội của mình ha. Mấy anh trai ơi theo em nè, mấy anh trai ơi theo em nè. Cái đoạn này dốc quá các bạn ơi, mình phải nhảy lên vậy nè. Nó mới nhanh được ha. Đây rồi các bạn ơi, đội của mình nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng súng nhắm và nhắm ngay ông trùm mafia đầu tiên nha các bạn. Mình phải tiêu diệt ổng đầu tiên ha, giống như là tổ ong mà bị mắc ong chúa đó các bạn. Như vậy thì nó sẽ bị loạn lên, mình sẽ dễ kiểm soát hơn nha. Trời ơi, máu có ai đây? Đây, ông trùm mafia hả? Một phát một các bạn ơi, headshot ha, xiên táo luôn. Nè, đúng rồi đó. Đó các bạn thấy không? Loạn kìa, chạy hết luôn rồi. Đó phải như vậy chứ. Hai anh trai con tin kìa. Mấy anh ơi, chạy đi mấy anh. Ôi. Hai anh trai con tin không được chạy. Rồi luôn. Ôi, bắn đội của mình được kìa. Nè, xả súng luôn các bạn. Mình xả AK-47 mà. Đây, xả súng luôn. Ôi. Xả súng luôn nha, xả súng luôn nha.
đâu, đông vậy, đông vậy, chạy lên luôn kìa, chạy lên luôn nè, chạy lên luôn nè. Các bạn coi kìa, chạy giống như là mèo vần chuột vậy đó. Quay quay bắn đội của mình á, bắn đội của mình hả, chạy một vòng luôn các bạn. Rồi anh em ơi theo mình nè, anh em ơi theo mình nè, đuổi theo mình hả, đuổi theo mình hả, đuổi theo mình hả. Ôi ở đâu mà bắn ghê vậy. Ui nữa nè, wow, núp ngay chỗ mấy cái núp ngay chỗ mấy đoạn gỗ mà bắn mình hả, bắn mình nè. Chạy các bạn, chạy kìa, chạy nè, chạy với đội đặc công Việt Nam chúng ta hả. Này thì chạy với mình nè. À trên kia đó kìa các bạn, trên kia đó kìa, núp nè, núp nè, núp nè. Ơi lên sao luôn kìa, xong phim luôn rồi các bạn ơi, mình lại bị lừa rồi. Trời ơi, chắc mình bị lừa lần này lần thứ ba rồi các bạn. Hết sọt nè, hết sọt nè, cảnh sát này chơi lừa mình nữa rồi các bạn. Ui ui bình ga kìa, nổ luôn hả. Ôi cháy liều, cháy kìa luôn các bạn nè. Mình nhớ nãy đâu đó tầm khoảng là 30 đến 40 người các bạn, nhưng mà bắn từ nãy cho đến bây giờ phải nói là mỏi tay luôn á. Nè rớt xuống nè, rớt xuống nè, rớt xuống nè. Còn đâu nữa không? Ôi ở đây nữa hả, đội của mình đâu rồi ta. Đây nè, đây nè, bắn cho bay màu hết luôn. Ôi cháy rừng rồi các bạn, cháy rừng luôn rồi kìa. Lại đây với đội của mình nè, lại đây với đội của mình nè. Rồi luôn các bạn ơi, cảnh sát lừa đội của mình rồi. Giống như là bây giờ đội của tụi mình đó vào đây bắn, rồi xong rồi mấy thanh niên cảnh sát đến, xong rồi tiêu diệt đội của mình, rồi nhận lại công của họ ha. Ai chơi không đẹp rồi. Hồi đó đã lừa hết cảnh sát cơ động Việt Nam rồi các bạn, bây giờ lừa luôn cả đặc công Việt Nam mới ghê chứ. Nhưng mà làm gì dễ ăn lại đội của mình. Còn đâu nữa không, còn đâu nữa không. Uầy trên kia nằm quá chứ không kìa. Đâu rồi, đâu rồi, cảnh sát đến đây, cảnh sát đến đây. Đó, dám đồ với đội của tụi mình hả. Xe này không biết là được mấy người đây ta. Nó có hai cái thùng kìa các bạn, nhưng mà nhiều khi chỉ được có 4 người thôi. À đi được 5 người luôn các bạn ơi, 6 người chứ. Xe này đi được 6 người nha. Rồi. À mình quên các bạn, mình phải kiểm tra lại một lần nữa ha, cho chắc các bạn ơi. Mình phải tiêu hủy toàn bộ số vũ khí và hàng hóa ở đây luôn. Đó, mấy thanh niên này dám lừa mình hả. Súng phóng lựu nè, tiêu hủy toàn bộ hàng hóa luôn, tiêu hủy toàn bộ hàng hóa luôn. Gỗ nè. Ủa mình sử dụng bazooka đi các bạn. Đó, bắn bằng cái súng phóng lựu á, nó dội đạn là không à. Ai hư gỗ rồi các bạn, bể gỗ luôn rồi kìa. Đó, này thì dám lừa đội của tụi mình nè, phá hủy toàn bộ luôn, phá hủy toàn bộ luôn, phá hủy toàn bộ luôn nè. Còn thùng hàng nữa các bạn, thùng hàng nữa, thùng hàng nè, thùng hàng với đội mình nè. Cháy luôn các bạn ơi, cháy quá chừng luôn. Rồi anh em ơi, ra khỏi lửa nhanh lên đi, cháy trúng bây giờ nè, cháy trúng bây giờ nè. Phóng hỏa luôn các bạn. Gỗ nè. Đội cảnh sát dám lừa đội của mình hả, dám lừa đội của mình hả. Ui trúng xe kế bên rồi. Thôi chạy 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 các bạn ơi. Đó bạn thấy không, gỗ cháy quá chừng luôn kìa. Mình đậu xe ở đây đi, rồi mình sẽ phóng hỏa sau nha. Đây. Ui đốt hết luôn, đốt hết luôn, đốt hết luôn nè, toàn bộ luôn các bạn, không chừa cái gì hết luôn. À còn quên mấy cái nhà vệ sinh nữa. Đốt luôn các bạn, thấy ghét, đốt hết luôn. Đây nè, à còn gỗ đây chứ, mình quên. Đó, đốt hết luôn nè. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh hả, nhà vệ sinh 9 tầng mây hả, nhà vệ sinh 9 tầng mây nè. Đó, đốt hết luôn các bạn, không chừa cái gì luôn. Nè, liều trại hả, đốt sạch luôn. Anh em ơi theo mình nè, anh em ơi theo mình nè. Được rồi các bạn. Ui đội si quát kìa, đội si quát nè, đội si quát nè. Lại đây mình nhận công với đội của mình, lại đây mình nhận công với đội của mình. Dám lừa đội của tụi mình hả. Đốt hết luôn các bạn ơi, đốt hết luôn,
Đốt nó luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đường cao tốc và bắn nhau với cảnh sát nha các bạn. Cày lắm luôn rồi đó. Anh em ơi, lên xe đi với mình nè. Để mình fit lại con xe đã các bạn. Rồi. Ok. Anh em lấy súng ra, anh em lấy súng ra. Bắn đi anh em ơi. Sao ngồi hiền vậy? Đội của mình đúng hiền luôn các bạn. Ôi, cái đoạn đường này khó xuống quá. Ôi. Đúng khó xuống luôn á. Rồi, quay qua đây nha, quay qua đây nha. Này thì cảnh sát với mình nè. Đứng ngay chỗ ngã tư này bắn luôn các bạn. Ngã tư tử thần nè. Đó, đứng ở đây bắn luôn. Rồi. Đâu rồi, trực thăng đâu? Trực thăng nè. Trực thăng với mình nè, rơi luôn, trực thăng với mình nè, rơi luôn. Ui, thay đạn hả? Đây các bạn, mình sẽ bắn súng điện ha. Bắn súng điện sẽ rớt vũ khí ra các bạn. Rồi cho những người anh em của mình bắn nha. Nè. Ui, đó các bạn thấy không? Bắn một phát một, rớt súng ra ngoài luôn nè. Đồ với mình hả? Rớt xịt găng ra ngoài luôn. Nè, súng lục nè, rớt súng lục ra ngoài luôn các bạn. Ui ui, chạy đi đâu, chạy đâu. À, chuẩn bị nhảy xuống này các bạn. Mình bắn ngay cảnh sát đang nhảy xuống luôn nè. Đâu rồi, 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 nhảy xuống đây, nhảy xuống đây. Nhảy xuống đây, ui, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Còn hai người nữa các bạn, còn hai người nữa. Mình sẽ căng bắn cho chuẩn nha. Nè, đó, đang đu xuống bắn một phát một. Giật điện luôn mà các bạn. Đâu rồi. Nè, bắn cho rớt súng ra ngoài nè. Súng điện này nó không có sát thương cao các bạn, chỉ được cái là bắn phát rớt súng ra ngoài thôi. Đó. Ui. Chạy thôi, chạy thôi. Đi đâu đây? Ây da, đụng mình luôn rồi. Anh em, bắn đi anh em ơi, bắn đi anh em ơi. Để mình hỗ trợ cho. Mình bắn súng điện thôi các bạn. Đó. Bắn súng điện thôi, rớt súng ra ngoài luôn. Đội xì quát nè. Đội xì quát nè. Rớt súng ra ngoài nha. Rớt súng ra ngoài nha. Bây giờ đến lượt mình nè. Cầm số nòng sấy luôn các bạn. Đó. Ui, cầm cái gậy đánh mình chứ. Sao anh em không hỗ trợ mình? Trực thăng nè. Trực thăng nè. Bắn cho nổ trực thăng luôn các bạn. Bắn cho nổ trực thăng luôn. Đó. Số nòng nó sấy thì thôi rồi luôn đi chứ. Trâu bò còn phải ngủm nữa. Cũng chỉ là trực thăng các bạn. Nè. Trực thăng với mình nè. Lừa mình hết lần này đến lần khác. Lần sau là mình không giúp đâu nha. Lừa hơi bị nhiều rồi đó. Nè, nổ luôn. Nổ luôn. Nổ luôn. Giỡn với đội cảnh sát Việt Nam chúng mình hả? Nè. Bay đi đâu, bay đi đâu. Chỉ cần bắn ngay cái đuôi thôi các bạn là rủi à. Cảnh sát nè, cảnh sát nè. Cầm số nòng sấy luôn các bạn ơi. Uầy, minigun nè các bạn. Số nòng nhưng mà trong tiếng Anh là chỉ bằng minigun nha. Không hiểu là nó mini chỗ nào luôn á. Mình chỉ thấy là lượng đạn nó xả ra thì phải nói. Thôi rồi luôn chứ. Rồi đó chưa bắn đột kích đó các bạn. Zombie là phải cầm số nòng nha. Số nòng là bắn đúng xuống luôn á. Dám lừa gạt đội của mình. Dám lừa gạt đội của mình nè. Còn trực thăng bay vòng vòng nữa chứ. Trực thăng bay vòng vòng nữa. Bay vòng vòng cái gì mà bay vòng vòng. Bắn cho rớt luôn nè. Ôi các bạn ơi trời nó xoáy kìa. Ôi 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 ôi. Nổ luôn nổ luôn. Còn đâu nữa không? Bay cao đến mức nào thì mình cũng bắn được thôi các bạn. Ôi chạy luôn kìa, chạy luôn kìa. Đó các bạn thấy không? Ôi sao vậy? Ôi liền khói cay hả? Anh em ơi, tránh xa khói cay ra, tránh xa khói cay ra. Tránh xa khói cay ra. Bazooka này các bạn. Ui, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Nè. Tránh xa khói cay ra anh em ơi. Trúng là bị xỉu đó. Ôi, ôi, ôi. Núp với mình nè, núp với mình nè, núp với mình nè. Ủa, cái này hên xui nè các bạn ơi. Mình nhắm bazooka gà lắm. Ôi, hụt. Ui. Vậy mà trúng chứ. Mình tưởng nó hụt không á. Rồi anh em ơi lên xe đi với mình nè. Ôi các bạn ơi băng vậy đủ rồi các bạn ơi. Mình fix lại con xe thôi. Không ngờ luôn á.
đội của mình có công như vậy rồi mà tại tính lừa đội của mình nữa. Nổ nè, nổ nè, anh em ơi lên xe, anh em ơi lên xe, lên xe, lên xe, đi ra khỏi thôi các bạn. Người be bét máu luôn nè, liền cho anh tái nè. Ui ở đâu bọn thụ nha, nè chạy thôi đi, chạy thôi đi, đúng rồi, nổ nổ nổ. Ơ cái gì vậy? Ơ không nổ luôn các bạn ơi. Nè đó, mình liền cái bom dính là thôi rồi luôn các bạn ơi, chuẩn lắm, bom dính là chuẩn lắm rồi. Bọn mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video của mình đây thôi ha, ngày hôm nay bị lừa nữa rồi các bạn ơi, buồn quá buồn luôn. Hết lần này đến lần khác lại bị lừa, hết lần này đến lần khác lại bị lừa nè. Đuổi theo nè, đuổi theo nè, đuổi theo nè, ui da. Quanh qua, quanh qua, quanh qua, quanh qua. Ê da, trời ơi. Mình tự nhiên mình ấy gì vậy trời. Chán ghê luôn các bạn. Rồi anh em lên xe đi mình nè. Anh em ơi nhanh lên đi, anh em ơi nhanh lên đi. Anh em ơi nhanh lên đi. Anh em ơi, ui ui, trúng 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 trúng. Đổ trúng xe mình á, đổ trúng xe mình á. Rồi, bọn mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình ha. Nếu như các bạn thấy hay, đụng sau rớt cửa ra ngoài luôn kìa các bạn. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nữa nha. Đâu rồi, bom dính đâu rồi, bom dính đâu rồi. Xì lớp rồi các bạn ơi, xì lớp rồi. Ok, giỡn gì rồi các bạn. Đó, như thế, ôi trời ơi. Đừng có một đá nữa. Mình không bỏ anh em của mình đâu, mình phải chờ anh em mình lên xe đầy đủ các bạn, mình mới đi. Mình mắc sao rồi, anh em ơi đừng có bắn nữa, anh em đừng có bắn nữa, mắc sao rồi mà, đừng có bắn nữa, mắc sao rồi, chúng ta đi đi. Như vậy được rồi các bạn, mắc sao rồi. Trời ơi. Hả, cướp cái gì vậy trời. Tuy là mình bị lừa các bạn nhưng mà mình vẫn rất là tốt luôn nè. Đó, tặng cho băng cướp trao đạn nè, lên sao nữa. Nổ nổ, đúng rồi, lên sao nữa các bạn. Mình thấy cướp bắn nhau với cảnh sát, mình giúp cảnh sát mà, vậy cũng lên sao được nữa. Ôi chán cảnh sát này ghê luôn á, mình mốt mình không có giúp nữa đâu nha. Rồi tạm biệt các bạn nha, bye bye.